kỷ niệm bà ngoại đó. Họ cái là không ăn, không ăn. Ê dân đất gì đó, trên đất ăn mà cái mặt thù quá vậy đó. Nè không, họ đưa là bộ đưa cho ông ăn nè. À, ôi thì cũng ăn, cũng được. Tại vì không bỏ đường, nó ngọt là biết bỏ đường phèn á, ngọt, cho lại nhét mà không ăn. Này là... ngon không chứ bà? À, gì đó mua. Ngon không? Hot oat meal. Nuốt đi. Hot oat meal để nó có fiber cho bà. Hot oat meal. Hot oat meal hả? Cho bà ăn. Ăn thấy cơm. Bên này bà có chuyện không á? Tí đi, bỏ chút đường vô ăn liền nè. Xe thì dạ. Sao rồi? Cái xe chạy nó vui chứ bà. Bà thích ăn ngọt chứ không ăn mặn. Ủa sao nhỏ? Ngon mặn. Ngọt mặn. Như vậy có khi thầy nấu cơm 3 triệu của thầy. Thầy nấu cơm với kiểu nhạt nhạt đó, kiểu ngọt người Nam á, 3 triệu đó. Chứ người Bắc ăn thì kiểu mặn chắc. Vậy thôi, hồi nhỏ cha mẹ sinh ra mới biết đi rồi đi bốn chân, có nghĩa là hai tay hai chân là bò. Rồi bây giờ cái tới chừng mà à, lớn rồi đi ba chân và thêm cái cây gậy, cái cây gậy dạ. Rồi bây giờ tới sáu chân rồi đó, sáu nè, này bốn nè, bốn là hai cái chân nó sáu chân, sáu chân là gần sáu tấm á. Nhưng mà bà biết nghe được mà cô bà nghe mà phải nói lớn mới nghe, nói được nè, nói lớn mới nghe. Thôi không nghe đỡ, không nghe không thấy không nói ra dấu là được rồi. Tức lắm. Có không có cái người ta cười, người ta khóc mà mình không biết cái gì. Không được cái không tức. Ở đây được cái không tức, giống như nhà có cái tu. Nhà có tu nhưng không có nghi và giống như được cái chỗ đó cái VOT nó không có. Nhà tức không này. Không tức. Ví dụ khi nghe mấy người ta nói chứ mà mình không hiểu quá tức lắm. Không, bà kêu lại bà hỏi cái gì mà cười dữ vậy. À đó. Đó là cái điều buồn quá thì khóc quay vậy. Cái gì cười, cười vậy ha. Con chết mà còn nhớ mà sao mình tức cái gì? Hả? Con trai chết á. Không biết hả? Không biết. Bây giờ tỉnh hỏi đường Bạch đâu rồi. Mình nói hoài. Chứ Bạch là chú đầu tư đằng này mới qua Mỹ là ông rước đó. Hồi lúc cô này ông vẫn có sắp xếp cho ông rước đó, chứ này đã quen ai ở Mỹ đâu. Không quen ai ở Mỹ trơn á. Trời thấy hôm qua nó này cũng tâm sầu tóc rụng. Phải không? Đây là nó thành tráng cao rồi đó. Thông minh. Vậy mà ông nói không suy nghĩ á. Không suy nghĩ ngủ khó nghĩ. Ai cũng đã thừa tại sao qua bên đây ăn gì mà ngủ. Ông ấy ăn toàn là rau ok nền không, không ngủ được một ngày nào ăn rau cá rổ đó. Hồi công nhận á, mình trồng mình cắt mà ăn nó không ngán. Chứ mua cái 2-3 cọng quế 2-3 đồng, 2-3 cọng đâu răm thôi 2 đồng mấy rồi. Rồi cắt ngày làm cá rổ luôn rồi. Cái nổi lên nó đẩy hả? Lòng tiếc nó nổi lên. Mà giờ đem đi bán hay nó đem về rồi thấy không? Mà mình mua thì mua nó mắc vậy đó. Ôi, bà ăn hết được. Mà làm lỏng lửng. Chắc là bữa nay có ông tới ông cười bà hoảng hồn bà tưởng đâu gì đó. Chứ tụi không ăn. Nó giống như cái bà ngoại mà trong mấy tương nít xì tin, nó gọi là bà ngoại xì tin đó. Không ăn. Bà đi tới luôn đấy hả? Đi tới luôn hả? Để con mấy đu á, cho bà ăn nha. Không, có hôm qua mình con xoài mà bán. Dạ, xoài đâu? Cô biết cô để đâu? Dạ, hết rồi hả? Cô để đâu? Cô để trong tủ lạnh á. Bà khoái ngọt lắm, xoài là bà khoái lắm. Đi đu ngọt lắm mà. Hình như hết rồi. Hết rồi hả thầy? Phải không? Tôi có biết đâu. Có ai ăn không ai ăn, sao hết được. Tôi không biết đâu, tôi có ăn không, tôi có ăn. Tôi dọn nha, bà khoái ngọt lắm, không ăn đu đủ. Ăn đu đủ đi được rồi, ăn đu đủ nó dễ đi thuận chàng nữa. Có tiểu thôi. Ngoài xịt tên đó. Bà cần nhớ thầy này. Nhớ chứ, nhớ rõ lắm, đâu quên được đâu. Cần nhớ hả? Nhớ đây là ai không? Không. Ai? Thằng Tài. À, thầy Tài hả? Thầy Tài đàng hoàng đó. Thế hả, bà nhớ hả? Hay quá rồi đó, trời ơi. Rồi về sau thầy với thầy bà này có duyên nợ nữa đó. Đó, đến vậy mà còn nhớ được thầy nữa là ghê lắm ấy. Không, nhớ, nhớ. Nhắc cái chuyện quá khứ ngồi nhắc hồi là tự động cái não lục lại nhớ hả? À. Nhớ, không, nhớ sư không bà. Không hoạt động nổi nữa sao thầy, không hoạt động, không vô. Nhớ, nhớ sư bà này, sư ông kia, nhớ xuất gia với ai, thọ giới năm nào, nhắc hồi nhớ. Ồ, thế à? Ừ, nhớ. Thì cái này ốm quá thôi, chứ đó là coi như tướng Phương Phi.
để bà không chịu ăn đi, bà không chịu ăn gì mà mà lúc này cái bao tử nó không tiêu đó thầy. Yeah. Ăn nó khó chịu lắm thầy ơi, tới cái tuổi rồi không mà nhỏ nha, khi mà cái cơ thể cái gì mà nó không thích á, mà thấy cái đó là nó phản ứng rồi, nó vô thì ông mời rồi gì đó, nó tự động ở trong cơ thể mình, mỗi một cái nó có cái ông chủ ở trong đó đó, ông thấy đúng không? Ví dụ như trong trong cái bao tử mà nó ăn vô cái gì không tiêu là tự thấy cái món đó là tự động đó, nó muốn rồi, mà tại mình không, mình cố tình mình thật nó vô chứ nó muốn rồi, mỗi một cái cơ quan, mỗi một cái gì đều nó có cái ông chủ ở trên đó chứ. Còn nó đấy, còn còn nguyên hả? Còn khoái lắm. Đến mua về đấy sò vàng á. Còn gấp anh con lấy. Nhưng mà sò chín cho thôi. Cho con lấy vài trái cho. Con ngon mình đâu có đi chợ đâu. Không, con không đi chợ hôm nay. Hôm nay bận lắm rồi, hôm nay thầy của con là bận chạy không kịp. Bây giờ bữa nay tôi đi tới 2-3 công chuyện tới 12 giờ hơn mới về. Thầy cứ tự nhiên. Ở nhà đói bụng đi. Đủ hết trơn rồi. Con còn non. Dạ. À, sáng tôi khoan rồi, hôm qua giờ trời khổ qua quá trời luôn nè. Dạ. Rồi qua như con thấy nhỏ xíu măng. Hôm qua hái dồn ở trên để hồi trong mấy trái về chiều hai ông bà chấm nước tương ha. Dồn. Hôm qua dồn. Ngon lắm anh, ngon lắm. Dồn là sáng kho một nồi. Chứ giờ bà còn nhai được, bà nhai khổ qua được không? Nhai. Ô khổ qua hả? Không, chắc mần mấy cái này. Đắng lắm, cái khổ qua đắng cái này được cái gì vậy hả? Đó chứ đưa ruột với xoài. Dạ, chắc còn lấy mấy trái xoài đưa bà. Dạ thôi thôi thôi, trời ơi, thầy đầy đồ ăn hết đi nè. Không, trái xoài, bà thấy ăn xoài thì có thôi. Lên kia tôi lấy. Bà ăn chuối, trời ơi, nhiều lắm, anh được ăn tới nữa nha. Thôi. Qua đi đi đó cũng đẹp, tuy 40 đồng đâu có lỗ đâu. 40 đồng mà vậy mà nhiều lắm chứ thầy, đi cũng mấy tiếng? Hai tiếng mà, là 40 đồng á hả? Mà vô có cho ăn không? Không cho ăn nhưng mà chỗ ngồi, chỗ nằm, muốn nằm xuống dưới tầng nào. Cái đó thì nó làm gì, cái đó trên tàu nó lớn mà, tàu du lịch với, mà. Vì vậy sang trọng lắm thôi, 40 đồng được rồi, khẩu lỗ. Thế hả? Thí dụ bây giờ mới khách sạn một giờ cũng 10 đồng. Không nghĩ ngủ một giờ 10 đồng đi thì khách sạn được. Mà giờ 10 đồng á thầy, nhiều hơn chứ. Khách sạn nào 10 đồng vậy thầy? Không, một giờ ý tôi nói buổi tối ngủ người ta cần buổi tối chứ ban ngày ai ngủ khách sạn. Giờ tối cho muốn 10 tiếng thì khách sạn cũng 120 đồng rồi. Thì giờ 10 đồng mình đi vậy trên này mình đi ghe xuống tàu rồi đi lên xuống nó phục vụ nó lo lắng căng buồn nữa, nhạc nữa. Nhạc rồi có câu nó hát nhạc nữa. Mà không có ăn uống gì cả. Không ăn uống gì. Để lần sau mình khát nước rồi sao? Nè, chú này xuống muôn ly có 3, một ly nó đá chanh 3 đồng rẻ chứ đâu mắc đâu. Nó có cái bar đó, mình xuống mình ai uống rượu uống. Rồi đi xuống như nó có giường nằm, muốn nằm. À, thế là giường nằm nữa kìa. Thì với cái ghế salon đó nè. Mà cái salon xịn chứ đâu phải lộn được, đồ lộn với tôi đâu, đồ xịn. Thầy đừng nói lớn đâu, không có thầy ơi kỳ lắm. Thầy cũng vui lắm rồi, trời. Mình lộn, mình lộn. Chụp hồng với ông thuyền trưởng, cái tôi nói ông thuyền trưởng ông này là Buddhist, là thầy phải không? Ông nói ô vậy tao muốn chụp với ông. Ông bắt đầu thầy là muốn xin chụp với ông, ông nói tao muốn chụp với ông, ông thầy mày. Rồi ông chụp hình. Chụp hình. Ngon ăn luôn. Ăn với hai bố con ăn hết chứ. Có đi xa không dám ăn nhiều. Cái con ruồi nó kỳ không, mở cửa nó bay vô, không mở cửa nó bay vô rồi. Bắt nó không được. Tại cái số nó chết rồi nó muốn bay vô rồi cái thầy. Mà vô đây thì nó cũng phải chết thôi, bởi vì dạ, nó đâu có nước thì nó uống nó sống nhà nước, cái chất nước, cái nước nhiều mà. Dạ. Nó lạnh quá nó. Tại biết sao trong này mát mà kia nóng, nó biết thì nó bay vô hay mình mở cửa thấy mát cái. Con chó cũng vậy đấy, con ê xà đó, nó mở tủ lạnh ra là nó mừng lắm, là đặt cái nút cái đầu nó vô đó đó. Đặt cái nó mát cái. Nó biết chưa? Nó mát. Chỉ có tội là tiểu bậy thôi chứ đừng có tiểu bậy cho vô đây cũng thấy cũng tội. Cái hai đứa quậy con ê xà quậy xê quá đâu chịu nổi. Xe nó buồn mà nó ốm lồi xương luôn. Nó không mạnh nữa này. Mấy nay không muốn ăn, không uống gì hết trơn. Hãy vừa ăn thì con kia lại nó dành rồi. Cái này dành luôn cái nôi ngủ không được. Thành ra ngồi suốt cả đêm mà có khi ngồi suy nghĩ không suy nghĩ sao gì. Sao thầy cho nó vô ngủ với thầy? Cái phòng thầy á. Không có, nó ngủ ngoài đó nhưng mà thôi nó quen, nó dơ. Chỉ từ khi nào có khách thôi. Mà bây giờ từ bữa mà con mèo đó tới bây giờ nó thăm bà chủ đó, bà chủ nó có hai con mèo tới giờ là rồi luôn rồi, coi như là không có khách tới cũng không cần sủa luôn. Lâu lâu rồi hứng lên sủa thôi, chứ hồi đó mà thấy nhà là sủa hoài, giờ hết là buồn rồi. Buồn sầu não luôn rồi. Đủ thứ chuyện nó dồn dập nó xảy tới đó này á.
Là chó mà cũng có bị cái nghiệp. Tức là mấy cái con người á. Chó mà cũng bị cái quả. Quả nó sẽ dễ tới tới. Hết đi thăm bà chủ, thấy bà chủ có hai con mèo. Mà đã dễ mèo nó còn giả cho quả tay nữa là về là. Là tức rồi. Là tự nhiên mới ngày trước thì sao cái đâu có ai xà nó xuất hiện chứ. Xuất hiện là tưởng đâu là dễ dàng. Ai dẹp con gõ kia nó cứ đó. Nó liều nó cứ nhào tới đâu rồi. Nhào tới gọi là tiệm luôn. Quá rồi đó. Xà tranh thủ bẻ răng nó vậy là mừng rồi đó. Bởi vì phải bẻ chứ không bẻ là sau này nó răng nó ngố như cái bông cây hoa hồng vậy đó. Nó mà sau nó thí dụ nó lớn mà nó mà nếu cái loại cái giống của nó mà đúng rạc giống của nó cắn khỏi nhã là nó gì đó. Pitbull đó. Anh biết pitbull đó, nghe là pitbull mà nằm cũng gật đầu ấy đó. Cho nên cũng may, bởi vì ta nói với Quang, chú Quang phải bắt sớm là vậy đó. Ta biết hồi xưa Việt Nam vậy đó, yeah. Nó còn nhỏ bẻ răng nó không có đau, nó giống như mít, nó dọc, vì nó đang cái răng nó nhột. Mà mình đừng có bẻ sát vô tội nó, lấy cái kìa móng cái nút, cái ngoài thôi. Cái nhọn đó chứ sao nó độc lắm, nó bén lắm á. Đó, cho nên bẻ được là mừng hết sức, bẻ được 4 cái rồi. Nó hôn cánh đó thầy. Không, nó nít, nó nhột, nó nhột nhột, nó phái nữa. Đừng nên cho chạy máu, đâu có bẻ nó đâu. Bẻ phải khéo từ từ, từ. Bấm cái cốp, cái nó giống như móng tay văng ra vậy đó. Mà phải đừng cho nó vô cái nú, nó chạy máu, tội nghiệp nó. Infection đó, mệt. Không cần lớn thầy mệt cho nó đó. Chứ sao, con này không, không mệt lắm. Nhưng mà con này giữ nhà được, con này giữ nhà có lý. Ai thấy nó ta đã sợ rồi. Đúng rồi, con này. Còn cái xe cái tôi vậy chứ. Ta sợ là sợ nó là đạp nó chết rồi, ta mình đền thôi. Chứ ta cũng sợ nó cắn. Nó xe xe nó nhỏ ta đá cái nó văng ra. Còn con này đó là không, ta sợ rồi. Để đi là tôi huấn luyện quân trường. Cái gì phải huấn luyện đó. Cưng không giống đập đau. Đập đau tội nghiệp nó mà đập nhẹ nhẹ nó không. Đập cho nhẹ nó tưởng nó giỡn với nó không à. Giờ để tôi rõ do cái cây á, cây tre đó, cái cây nhỏ đánh vô cái đít nó mới sợ. Con chó nó kỵ nhất là đánh vô cái cẳng. Rồi nó kêu cẳng cẳng á, đừng có đánh vô cẳng á. Nó kêu nó là cái cẳng á, chứ đâu kêu nó cái chân đâu. Đâu kêu cái giò chó, cái chân chó đâu, kêu cẳng chó đó. Rồi đừng có quýnh vô cái đầu nó. Cái đầu những cái mỏm á, là nó kỵ lắm. Cái đầu quýnh đó, quýnh vô đầu nó có khi nó chết luôn á. Nhất là con mèo đó nha. Con mèo nó quấn với bên cô mà cô lấy cái đồ bếp cô quýnh nó có khi nó chết luôn, nó tức cái nó bể cái gì thế này chết rồi. Con mèo là nó kỵ đập cái đầu vô đó. Cho nên con chó chứ con mèo thật ra ta đâu cắt cổ đâu. Chó thì ta nhận nước, ta đập đầu. Mình nói sao tôi ghê, nó sao tự nhiên đó tôi sợ quá. Thì có tôi giữ mà sao tôi nghe cái đó tôi sợ thiệt ha. Thấy người ta trồng vô ba bố á. Trồng vô ba bố xong cái người ta cuột dây lại cái trong. Mà tại sao không cắt cổ thầy? Tôi không biết đâu trời, nói tự nhiên mình nói sao nó sợ quá ha. Mà tôi thấy hồi đó tôi chưa từng thấy mà tôi đang nghe nói xử con chó đó là tôi nghe nó làm cái cổng hay là nó lấy cái búa bự búa thầy sồi đó rồi văng ốc trắng hết trơn rồi. Trời. Mà tôi không thấy mà tôi nghe diễn tả thôi tôi sợ. Ở Việt Nam ở thằng nhà quê thế nào? Còn không là nhận nước. Bởi vì cho quả báo cái ông nó chuyên môn với nhận nước chó đó. Cái ở ông nói Ba Tri chứ đâu xa không có kể lại đâu. Cái sự thật, người sự thật cái chứ không có nói. Cái ông ấy cột chó vô bao rồi. Cột chó vô bao rồi tưởng nhận nước cái sao khiến có khách tới. Khiến không? Khách tới cái hai đứa mít, hai đứa nhỏ nó chơi á. Nó chơi cái nó lọt, nó thấy nó thương chó. Nó mở dây cho con chó chạy ra. Cái nó kêu em nó chung đó. Nó cũng cuột lại vậy đó. Ông ra ông sách, ông nhận sách báo. Vậy cho nên nó về cái tích có thật á. Ông về đó, ông này ông nhận nước rồi kìa. Đâu biết là con nít đâu, đâu biết con ông đâu. Hai chị em nó mở cho chó chạy ra, đứa em nó chui vô chơi. Thành ra trên đời này thì mình thấy khi còn cái phước á, thì cái báo, cái nghiệp báo nó chưa tới nha. Khi mà hết phước rồi mà các vị để cái mình sống đời này, cái phước gọi là cái phước hữu lậu á chứ đâu phải vô lậu đâu. Để cái bữa nào, cái tháng nào mình nói từng tháng thôi chứ qua thấy không, tháng nào mà có tiền đủ thứ nó chạy ào vô hết cái tiền này không cần mà có người ta kêu trả. Còn cái tới mà ông nói thiệt ông, mà tháng nào mà gọi là cái tháng nghiệp của mình đi, không ai thiếu tiền thôi là mai quên đi.
đừng có hồng người ta trả một đồng, có đồ là thêm mít lòng thôi. Rõ ràng vậy đó, còn cái tháng còn dư của dư tiền là mà tự động người ta dân nạp. Đó là thấy ông đời ông đang thì quá nhiều cái đó rồi phải không? Nhưng mà thưa thầy, trong nhà Phật gọi là cái nghiệp, nhưng mà ngoài đời người ta gọi là cái số mệnh ấy thầy. Đúng, số mệnh. Đó, nên tại sao có vấn đề tự quy cái gì lại là cái đó là số bệnh đó. Đó, người ta gọi chung là số mệnh, nhưng mà trong nhà Phật gọi là nghiệp. Đúng tới cái nghiệp tới ngày nó nở hoa nở trái rồi, rồi. Nhưng mà đó là gọi là nghiệp quả. Chứ còn sự thật nghiệp nó có hai loại nghiệp. Nghiệp lành là nghiệp dữ. Chứ không phải nghiệp là ác hay ác nghiệp không. Nhớ chữ nghiệp là hạt, chữ nghiệp là từ cái tâm nghiệp á, là thập thiện nghiệp đó. Chữ nghiệp nó có nghiệp lành là nghiệp dữ. Nhưng mà tại vì chúng sanh á, cái đời này ngũ trược ác thế, cho nên nó cứ nó nghĩ nghiệp là dữ. Nó là nghiệp hoặc, làm gì có vụ nghiệp nào hoặc. Nghiệp nó có nghiệp lành, nghiệp dữ là sao hoặc. Mà thí dụ như mình nói, mình thấy kẻ nó làm ác, mình nói nó thật sự không có hoặc được, vì nó làm ác, mình lên tiếng, cái tiếng ác, thí dụ giờ thấy nó giết người, rồi mình nói cái này, thí dụ nó lỡ đang nó giết người, cái mình la lên, nó chạy, nó quýnh mình, cái đó thường nghiệp hoặc hay sao? Không, thành ra cái danh từ nó không có trúng với nhà Phật. Thí dụ bây giờ thấy hai người đang giết nhau, mình phải la làm, mình phải kêu cảnh sát giùm. Rồi vô tình nó trả thù chưa được, cái nó thù lại mình, nó hoặc là nó quýnh mình, nó tháo chạy, hoặc nó lỡ bắn trúng mình hay nó gì đi, nó liều đi. Rồi vậy cái đó thừa nghiệp hoặc không phải, cái đó nó cũng có gọi là nghiệp, nhưng mà nó không phải có dính tương quan tương duyên gì đó. Thí dụ như tự nhiên đâu mà giờ đó đi ngang đó thấy hai đứa nó đang chuẩn bị nó giết nhau. Thấy không, nó cũng phải cái gì, nó không có gì tự nhiên của nó hết trơn á. Nhưng mà nghiệp nó không phải ác nghiệp, mà nó có thiện nghiệp. Thì nghiệp nào nó trổ nghiệp đó. Mà vì con người mình đang sống trong cuộc đời gọi là ngũ trược ác thế. Cho nên ngũ trược ác thế là năm cái điều á, kiến trược là mình thấy nhiều cái bất bình, bất mãn nè, kiếp trược nè, mạng trược nè, phiền não trược nè, chúng sanh trượt nè, cái gì nó cũng làm cho mình nó khó chịu, nó bất an, bất ổn, bất bình. Nó nhiều hơn cái sống cõi Phật. Vì cõi Phật nó không có những cái chúng sanh vậy. Cho nên nói cõi Phật toàn là chư thượng nhân, cõi hộ nhất xứ á. Cái cõi cực lạc á, cô bớt chứ, nên Thạch nhớ không? Trong kinh Di Đà nói đó. Đó, tôi nói đây là toàn là tôi nói Di Đà liễu nghĩa nghe. Chứ không phải là tôi bài bác vụ tịnh độ rồi tôi không nói kinh Di Đà nghe. Kinh Di Đà là sâu sắc lắm á. Ví dụ nói cõi cực lạc á, toàn là chư thượng thiện nhân không à. Thiệt đúng, bây giờ mà ngồi đây 5-6 thầy trò nè. Nếu mà trong này có kẻ nào nó không thích đạo, mình nó nói đạo ta đâu có nghe. Nó chọt vô cái gì đó làm cho mình phiền não vô, phải không? Còn bây giờ vậy là dầu là mình chưa có là Phật, mình chưa có ở tịnh độ chắc chắn, nhưng mà mình đang có cái mầm tịnh độ nè. Ngồi về là chư thượng thiện nhân cơ hội nhất xứ. Đang ngồi bàn cái chuyện thượng thiện điều tốt, chứ đâu có ngồi để bàn hồi ông này đi ra cướp nhà băng, ông kia đi ra làm bắn người này ha, người nọ đi trả thù kia đâu. Phải không ý các vị? Cho nên cực lạc quốc độ là đâu? Đức Phật nói kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đảng thọ chưa lạc, cố danh cực lạc. Cái nơi nào, mình nói thẳng dịch ra đó, nơi nào, cái nước nào mà chúng sanh nó không có các điều khổ, chỉ hưởng các điều vui, thì cho nên gọi là cực lạc. Phật nói rõ ràng chứ phải, và trong kinh không nói thì đi nói là cái cõi này cõi kia cõi nọ, tôi không nói, kinh là nói rất rõ ràng. Thành ra cõi thiên đường cực lạc, tịnh độ ta bà, tất cả nó đều là chung cùng hết đó. Nhưng mà nó hơn thua nhau ở chỗ cái sự ý thức của cái tâm hồn mà thôi. Thì giống như tôi thường nói hoài câu chuyện nghe đơn giản mà nghĩ hoài thấm thía đó. Tôi kể hoài nguyên qua chắc nhớ dai rồi, ông đang nhớ rồi, biết Lưu Thạch nghe chưa đó. Nói có hai người mà đi xuống địa ngục, thấy sao dưới địa ngục nó đầy vậy cái thức ăn ngon. Mà ở dưới nó cứ ngồi nhìn nhau chứ không ai ăn được. Bởi vì nó là cái cõi địa ngục cũng như cõi thiên đường, nhưng mà nhìn nhau. Bởi vì nó cái bàn ăn vậy nè mà cái tay ai cũng dài. Ý đó là cái bảo thủ đó.
cái tai là thủ nè, cái bảo thủ ích kỷ ai nó cũng già thò nè, yeah. Mà hả, mà nếu thọt cái tai qua đó thì nó tới cái món thức ăn cái đầu bàn kia, yeah. Thì co là ăn thì nó lại khó khăn, yeah. Nghe không? Bảo thủ mà con người mà bảo thủ ích kỷ mà biểu khom đau là không có chuyện dễ nha, yeah. Những cái câu đó mình suy nghĩ đó, cái chữ thủ đó, cái tai thế thì á, cái người bên kia cũng vậy, cũng cái thủ nó già thò nè, ăn không được, co là ăn không được, mà thay vì á cứ ngồi đó nhìn nhau nhịn đói khổ mà chết thì cứ đi lên có thiên đường cũng là y như vậy đó, có thiên đường cũng y như vậy đó, nhưng mà thiên đường khác. Thiên đường ví dụ như hai người vậy nè, thì tôi á lấy đồ ăn á, tôi đút ra, ông đang ăn, ông đang lấy đồ ăn đút cho tôi ăn, thay vì bây giờ mình co lại không được đó, mình đút cho người kia, cái đút mình ăn, thế thì hai người đều no đủ. Thì thiên đường và cực lạc nó chỉ cách nhau một lần tơ kẻ tóc, ý niệm của tâm thôi, thấy không? Có những câu chuyện tại sao tôi kể đi, kể lại, kể tới, kể lui vậy đó, để mà cho thấm thía vậy đó. Mà thầy ơi, trong nhà Phật có chấp nhận cái sự chuyển nghiệp không thầy? Có chứ, tu bị hậu chuyển sao tu chi không? Vì cái nghiệp nó là hư vọng, cho nó mới chuyển được. Còn cái gì nó không hư vọng, không chuyển. Cái tâm nó có hư vọng, cái nghiệp nó có hư vọng, cái hành động nó có hư vọng, cái lời nói, cái ý nghĩ nó có sai biệt, nó hư vọng, cho nên mới chuyển được. Mà cái hư vọng đó thì trên tinh thần Liễu Nghĩa Đại Thừa thì gọi nó là duyên của cái chân tâm. Giống như sóng là duyên của nước biển mênh mông. Nếu ông đi biển mà ông lặn sâu xuống đáy biển không hề có một chút sóng nào rõ ràng không? Mấy người ta giờ rõ ràng khoa học chứng minh đó, mấy người mà ta đi khám phá với lòng đại dương đó, họ xuống dưới hồ lộ với nó yên phăng phắc như tờ, nó không có một chút sao động. Đại nước gặp gió này có sóng. Dạ, thành ra mấy câu là lục thủy bổn vô ưu nhân phong tầng diện. Cái nước biếc á, nước biếc, nước xanh á, nó không có buồn. Vô ưu và bổn vô ưu, cái gốc, cái bổn là gốc của nó không có buồn, nhưng mà nhân phong tầng diện, nhân có gió mà nó làm cho trâu mài nhăn mặt đó, thanh sơn giai bất lão, vĩ tuyết bạch đầu, núi cao á, núi xanh á, không hề có tóc bạc, không già, không hề có già, thanh sơn giai bất lão mà, nhưng mà vĩ tuyết bạch đầu, người ta gọi là tuyết trắng đóng ở đầu non đó. Nhưng mà cuối cùng cái hai cái đó không rời mà nó cũng không dính. Nó không rời nhau, nó cũng không dính nhau, hai chỗ đó đó. Bởi vì tuyết ở đâu có, mà nó đá kia dò mày có phủ văn đầy, chứ mày cũng đừng có, tao không có sợ gì mày, yêu cầu mặt trời nhô lên mày cũng tự tan biết rồi, thấy không? Do cái con người mình không chịu đựng nổi. Chứ còn sự thật cái gì rồi nó cũng mất đi hết á, thấy không? Tuyết nó đóng đầy hết trơn vậy chứ nó lại nó sợ mặt trời, sợ cái nóng, sợ ánh sáng, nhưng mà mình không chịu nổi cho nên mình cứ làm nó mình la làng thôi, chứ thật sự thời gian nó cuốn đi hết tất cả. Như vậy nói cho thầy, tất cả thiệt tình mà nói, trong đạo Phật cần chuyên nhẫn lắm thầy. Thì dĩ nhiên rồi, nhẫn nó là khuôn vàng, là thước ngọc. Cần lắm không thầy? Nhẫn như nhục ngay thứ. Nó là khuôn vàng tức ngọc, nhưng mà điều có cái đó đi, phải tôi nhưng mà đó. Nhưng mà cái là sự thật á, nói thì nó dễ lắm, ai nói nhẫn nó cũng rất là dễ, nhưng mà đụng tới mình có nhẫn được cái là quan trọng, chứ đừng có nhìn người ta biểu ta nhẫn. Thí dụ ai đúng hoàn cảnh của tôi coi rồi có nói nhẫn hay không, có thể còn hơn tôi cũng có, hoặc có thể hay hơn tôi, có thể hơn tôi nữa, thì nó khó lắm coi chứ. Cái lần sống tâm thức này nè, nó một ý là mai là cái đầu mình nó có gan tắc vậy thôi, cái gan tim mình nó cũng có gan tắc vậy thôi nha, mà không biết nó chằng chéo nó còn nhiều hơn cái lần sống điện từ ở trên không gian này nữa. Ủa thôi đi trễ giờ.